Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về vấn đề giả lập tô chuyển ở trong Illustrator. Ở trong cái gradient này thì các bạn nhìn thấy danh sách nó chỉ cung cấp cho chúng ta có hai kiểu thôi, đó là tô chuyển theo thẳng và tô chuyển tròn. Tuy nhiên nếu các bạn so sánh nó với lại cùng họ như là Photoshop hoặc là khác họ như là Corel thì chúng ta thấy là hai kiểu là rất là ít so với lại các trình hình khác. Corel có 4 kiểu, Photoshop có 5 kiểu tô chuyển, trong khi Illustrator chỉ có 2 kiểu thôi. Vậy thì tôi cần một cái kiểu tô khác thì tôi làm thế nào ở trong Illustrator? Rõ ràng là phải giả lập rồi, nó cung cấp cho chúng ta có 2 kiểu thôi. Ví dụ như là chúng ta có tô thẳng này, tô tròn này, tô theo kiểu hình nón này, tô theo kiểu hình vuông này. Đấy là 4 kiểu cơ bản. Bây giờ tôi muốn tô nón chẳng hạn thì làm thế nào? Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Đây, tạo một cái mới này. Để tô chuyển một cái hình bằng màu tô hình nón chẳng hạn, hay là chúng ta gọi là angle, đúng không? Tô góc. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ chúng ta sẽ làm thử một cái đĩa CD. Bây giờ các bạn quan sát nhé, cách thức tạo ra một cái tô chuyển. Vẽ một hình tròn này, giữ shift này. Ok. Bây giờ tôi sẽ tạo một đường thẳng. Sau đó tôi sẽ chọn cả hai, align nó, cả hai chiều đều là đồng tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ quay cái này 15 độ nhá. Này, xem preview xem nó quay thế nào và chúng ta copy. Sau đó thì Ctrl D lặp lại các cái này cho tới khi nào mà nó xoay tròn đủ đấy. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ chọn toàn bộ tất cả cái này và chúng ta quay trở lại một cái công cụ mà chúng ta đã giới thiệu buổi trước, đó là công cụ Shape Builder Tool. Bắt đầu lần lượt chọn từng màu và tô theo kiểu đối nghịch nhau nhé. Cố gắng là tô theo cái chuỗi màu. Vì sao? Vì nếu như các bạn mà chọn màu linh tinh ấy, đến lúc nó hòa trộn vào nhau thì nó rất là xấu. Cái bề mặt cái đĩa thì khi các bạn nghiêng đi thì các bạn sẽ thấy là nó có cái ánh màu giống như là màu cầu vồng ấy. Cho nên cái chuỗi màu chúng ta tô cũng nên tô theo một cái chuỗi liên tục theo cái kiểu cầu vồng. Chứ còn nếu các bạn chọn mà cứ lổn nhà lổn nhổn, chỗ này, chỗ kia màu kia, nó không theo chuỗi, không theo dãy ấy, thì đến lúc mà hòa trộn vào giả lập cực kỳ xấu luôn. Nên lấy một cái màu ghi một chút. Ok, đến đây chúng ta đã có được một cái hình tròn có nhiều dải màu này rồi. Bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ xóa bỏ tất cả những cái yếu tố mà thừa ở đây đi, dầu ria thừa thãi, chọn bỏ hết. Ok, tiếp theo chọn hết tất cả và hủy bỏ đường viền màu đen đi cho tôi. Tiếp nữa chúng ta sẽ group nó vào Object Group. Đến đây thì chúng ta thấy là trông có vẻ hướng tâm rồi, nhưng rõ ràng nó rất là thô, đúng không? Nó thành từng múi màu một chứ nó không có cái sự chuyển mềm, nó không có màu lẫn vào với nhau. Bây giờ chúng ta làm tiếp như sau. Chọn cái này và chúng ta vào Effect. Lúc này thì chúng ta sẽ không làm việc với cái khu vực effect cho vector nữa mà xuống effect cho ảnh. Chúng ta vào blue. Nếu mà các bạn làm việc ở trong Photoshop thì các bạn đã biết tới cái radiant blue này rồi.
chọn Radiant Blue, chọn kiểu spin, muốn nó hòa nhiều hay hòa ít thì các bạn kéo thế con trượt ở phần amount này, nhấp OK, chờ kết quả. Đến đây bắt đầu nó chạy cái màu và nó hòa trộn vào với nhau. Tiếp nữa chúng ta sẽ làm nó ra thành một cái đĩa CD hoàn chỉnh như thế nào. Bây giờ chúng ta làm tiếp như sau: chọn công cụ Ellipse, giữ Shift, vẽ một vòng tròn, sau đó thì lại gióng hàng hai thằng này với nhau, lại đồng tâm. Sau khi chọn đồng tâm rồi, tôi mới chọn cái hình nhỏ này và tôi kéo nó ra như sau, gần hết đi. OK, đến đây Ctrl C, Ctrl F nhân bản nó và lại giữ Shift Alt thu tiếp vào bên trong. À, mất rồi, chưa chuẩn. Ctrl C này, Ctrl F này, Shift Alt. À, có, tại vì là vừa nãy là chúng ta chưa tô màu. Đó, tô màu viền để cho nó dễ nhìn nhá. Màu đen đi cho nó nổi. Và bên đường bên trong này cũng thế. OK, tôi có hai vòng, một vòng trong, một vòng ngoài. Bây giờ chọn cả hai và chúng ta gọi Pathfinder ra, chúng ta chọn Exclude. Đây, tôi tô một màu vào đây cho các bạn nhìn cho nó rõ nhá, nó là cái gì nhá. Thấy chưa? Bây giờ lại liên quan tới cái lệnh mà chúng ta vừa mới nói vừa đấy, đó là lệnh mặt nạ, đúng không? Tôi chọn cả hai này và vào Object, trong Object vào Clipping Mask, chọn Make. Thì lúc này cái giải màu mà chúng ta vừa giả lập đã được giấu ở trong cái mặt nạ chúng ta vừa tạo. Lặp lại thao tác đó một lần nữa, lại vẽ một vòng tròn. Đó, lại gióng hàng, đồng tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ thu nó lại, Ctrl C, Ctrl F. Bây giờ thì lại giãn ra ngoài, lần này thì trầm hẳn ra ngoài một chút. Hình này với hình này, hai thằng lại tiếp tục Exclude một lần nữa. Bây giờ tôi sẽ tô cho nó một cái màu bề mặt là màu ghi một chút thế này đi. Đuổi thằng này xuống dưới cùng, Ctrl Shift, mở ngoặc vuông. Đây là cái phần nhựa của đĩa. Để làm thì các bạn nên mở cái cửa sổ Transparency ra và các bạn giảm cái Transparency này cho tôi xuống, đừng để nó 100% nữa, để tạo ra một cái độ trong cho cái phối đĩa nhựa. Tiếp nữa thì chúng ta lại vẽ một vài cái hình tròn để làm cái tâm. Lại giống hàng, giữa. OK, đến đây giảm cái độ dày của cái đường này đi, chọn cho nó một cái màu ghi thôi nhé. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm một vài đường. Ctrl C, Ctrl F. Những cái đường này các bạn cũng nên cho nó ghi thôi và cho nó cũng mạnh thôi. Đến đây chúng ta sẽ group hết tất cả cho nó lại. Nhưng mà trước khi làm group thì nên cho cái rìa lớn này một cái bóng giống như là cái trường hợp vừa rồi. Sau đó nếu mà muốn cho nó nổi lên nữa thì các bạn group hết cái đống này lại, đặt nó lên trên một cái nền màu đi. Lúc này thì chúng ta sẽ nhìn nó rõ hơn. Một màu bất kỳ. Nào, chọn thử một màu.
Đây, kết quả các bạn nhìn thấy là chúng ta đã tạo ra được cái một cái đĩa CT tô màu theo cái quyển hướng tâm, hay là chúng ta gọi là Konica hoặc là Hanger, đúng không? Thế và đây là cái cách tạo của giả lập thôi, tại vì Illustrator nó không cung cấp cho chúng ta cái kiểu tô này. Ok, các bạn có quan sát kịp không?